hãy cùng xem qua một chút nghiên cứu trong lịch sử. Maximilian Ringelmann, một kỹ sư nông nghiệp người Pháp, thường được biết đến là một trong những nhà sáng lập tâm lý học xã hội. Ông đã nghiên cứu về sức ngựa vào năm 1913. Ông đưa ra kết luận rằng sức của hai con ngựa kéo cùng một cỗ xe ngựa không bằng hai lần sức của chỉ một con. Bị bất ngờ bởi kết quả này, ông mở rộng nghiên cứu sang con người. Ông nhờ một vài người kéo một sợi dây và đo đạc lực tác động bởi từng người. Tính trung bình, nếu hai người cùng kéo, mỗi người chỉ bỏ ra 93% sức lực bản thân. Khi có 3 người kéo thì còn 85% và với 8 người thì chỉ còn 49%. Và nghiên cứu của giáo sư Bip Lantane và các cộng sự, ông yêu cầu mọi người cổ vũ, hò reo và vỗ tay càng to càng tốt. Khi mọi người ở trong những nhóm 6 người thì họ chỉ hét bằng 1/3 khả năng của họ. Vậy điều gì đã gây ra sự chênh lệch đáng kể như vậy? Khoa học gọi đây là hiệu ứng lười nhác tập thể. Hiệu ứng này xảy ra khi hiệu suất cá nhân không được trực tiếp trông thấy, nó hòa lẫn vào nỗ lực tập thể. Hiệu ứng này xảy ra rất nhiều trong cuộc sống và đặc biệt trong các môn thể thao mang tính tập thể cao. Họ lười nhác vì họ ỷ lại vào tập thể, ỷ lại vào các đồng đội của mình. Ỷ lại là một hành vi hợp lý, tại sao người ta phải đầu tư mọi năng lượng của mình trong khi chỉ một phần cũng đủ để có thể giúp cho đồng đội. Đặc biệt là khi đi lối tắt nhỏ bé này không ai chú ý đến. Đơn giản mà nói, lười biếng và ỷ lại vào tập thể là một hình thức gian lận mà chúng ta đều có lỗi, kể cả khi nó diễn ra trong vô thức, tương tự như chuyện với bầy ngựa. Sau đây là một số cách giải thích cho hiệu ứng lười biếng tập thể. Bạn đang hoang mang không biết chọn nghề nghề gì? Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh. Kỳ vọng vào người khác lười biếng. Cho dù ý thức hay vô thức, con người nói với bản thân họ, mọi người sẽ lười biếng một chút, do đó tôi cũng sẽ lười một chút, vì thật không công bằng nếu tôi làm việc nhiều hơn những người khác. Giấu tên. Khi nhóm càng lớn thì các cá nhân càng trở nên vô danh. Hãy tưởng tượng bạn đang tự mình làm một việc gì đó. Nếu công việc trôi chảy thì bạn có tất cả vinh quang, nhưng nếu nó trục trặc thì bạn sẽ bị đổ lỗi hoàn toàn. Trong một nhóm thì sự đổ lỗi và vinh quang đều được trải đều, do đó sẽ có ít củ cà rốt và cây gậy hơn. Không có tiêu chuẩn rõ ràng. Thường thì các nhóm không đặt ra những tiêu chuẩn, do đó không có lý tưởng rõ ràng để hướng đến. Khi người ta làm việc cùng nhau, hiệu quả từng người giảm xuống, điều này không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thay đổi điều đó. Vậy điều đó ngăn chúng ta thoải mái ư, và cứ phó mặc người khác làm hết phần gian khổ. Điều gì sẽ khiến con người thay đổi sự lười nhác ăn sâu vào máu thịt của mình? Đó là nỗi sợ các hệ lụy. Hiệu suất công việc hẳn sẽ gây chú ý, và nó sẽ dẫn tới những hình phạt nặng nề đang chờ, như là bị loại khỏi nhóm, mất đi lòng tin của đồng đội hay bị tước đi lợi ích của mình. Sự tiến hóa đã dẫn dắt chúng ta phát triển theo nhiều giác quan được tinh chỉnh, kể cả mức độ lười nhác mà ta có thể tránh khỏi và làm sao nhận biết nó trong những người khác. Sự lười biếng tập thể không xảy ra duy nhất trong hiệu suất thể chất. Chúng ta còn bớt cố gắng về mặt tinh thần. Lấy ví dụ, trong những cuộc họp, một nhóm càng lớn thì sự tham dự cá nhân của chúng ta càng yếu. Tuy vậy, một khi đã có đủ số người nhất định tham dự vào, hiệu suất của chúng ta lại ổn định. Dẫu cho nhóm có chứa 20 hay tận 100 người cũng không quan trọng, nhóm đã đạt đến độ ỷ cực đại. Con người hành xử khác nhau trong nhóm hơn là khi ở một mình. Chuyện bất lợi của việc lập nhóm có thể giảm bớt nhờ việc làm cho các nỗ lực cá nhân trong nhóm phải càng dễ nhìn thấy được càng tốt. Khi nhìn thấy được nỗ lực của mình, các thành viên trong nhóm có thể cạnh tranh để được công nhận công sức của mình. Vậy nên, hỡi tôi ơi, hỡi những người lười, hãy nghĩ thêm về các hệ lụy, về kết quả mà các đồng đội cũng như mình hướng tới. Hãy cùng nỗ lực, rồi bạn sẽ cảm thấy xứng đáng. Và các bạn có lười không? Hôm nay tôi chọn edit một clip ngắn như này cũng là vì tôi lười đấy. Hãy chia sẻ những cảm nhận của các bạn ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!